Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực ba bê các bạn. Cặp đực ba bê nè. Đó, chân móng đều hoàn thiện nè, con đầu tiên là ba bê bông nè các bạn. Đòn dài nè, chân móng hoàn thiện nè. Đòn dài chân móng hoàn thiện nè, lưng thẳng băng nè các bạn thấy không? Cái đòn hết biết luôn các bạn không? Ba bê tầm 5 tháng tuổi các bạn. Ba bê bông đích nè. Đít có cơ nha các bạn. Đít có cơ và bị bông. Chút nữa mình sẽ đo cận cảnh chiều cao nó cho anh em thấy luôn. Chân móng đồ hoàn thiện. Đó, đòn dài xương chà bá luôn các bạn. Ba bị bông này, cặp được 3B này thì chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn các bạn. 29 triệu 500 ngàn. Đó, cái dòng 3B các bạn đắp thịt lên cũng cực kỳ nhanh nha các bạn. Đo cận cảnh cho anh em thấy nè. Bò tầm 5 tháng tuổi. Đây cao 1m2 bò nè anh em. Đó cao 1m2 bò. Đòn dài, chân móng hoàn thiện ba bê bông. Ba bê này da mỏng nha các bạn. Đít nè, đít cao 1m5 nè. Đít cao 1m5 nè. Giữa lưng cao 1m2, đít cao 1m5, chân móng đồ hoàn thiện. Đòn dài, dài hở. Đít có cơ nha các bạn. Cặp được ba bê này tầm 5 tháng tuổi. Chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn cặp được 3B này các bạn. Mới con 3B bông đầu tiên nha. Cặp 1m2, đít cặp 1m5, 3B bông. Đó, đòn dài dai hở, đít cơ muối ngắn nè các bạn thấy không? Đó, còn tiếp theo 3B đen. Đó, lông sát, lông nhuyễn các bạn, lông sát, đòn dài da mỏng, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đó, đít cơ muối tròn quay nè các bạn. Đó, hai tờ đít nè. Cơ muối tròn quay, bò này cũng tầm 5 tháng tuổi mà các bạn, ba bê này có ngang nha. Tầm 5 tháng tuổi, ba bê này có ngang các bạn. Đó, cặp đực ba bê này thì chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn. Con này cũng tầm 5 tháng tuổi luôn các bạn. Con này cũng tầm 5 tháng tuổi luôn nha. Giá 29 triệu 500 ngàn các bạn, 29 triệu 500 ngàn. Đó, đòn dài. Đó, hai tờ đít tròn quay nè. Chân móng đi hoàn thiện, đó, dài hở. Xương lớn nha các bạn. Đó, xương lớn nha. Bò tầm 5 tháng tuổi. Đó, bây giờ mình sẽ đo cận cảnh con này cao bao nhiêu cho xong một cặp luôn nha các bạn. Đây. Con này cũng cao 1m2 bò nè. Đó, cao 1m2 bò nè anh em. Đo chính xác cho anh em thấy luôn. Cao 1m2. Đít nè. Đít cao 1m5. Vậy là cặp được 3B đồng khích nha luôn các bạn, đều cao 1m2 bò, đít là cao 1m5. Đó. Bò tầm 5 tháng tuổi, giá là 29 triệu 500 ngàn các bạn, 29 triệu 500 ngàn. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn, đồng khích cho luôn nha, giá 29 triệu 500 ngàn các bạn. Rồi cái dòng 3B các bạn nuôi thịt nó lên nhanh lắm các bạn. Giá 29 triệu 500 ngàn, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp. Số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video nha. Cặp được 3B đồng khích cho luôn. Cao 1m2 bò đến 1m5. Tầm 5 tháng tuổi. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Giá 29 triệu 500 ngàn. Giá 29 triệu 500 ngàn nha các bạn. Giá cực kỳ sinh viên luôn nha.